Hello, Sơn chào cả nhà nha. Hôm nay Sơn sẽ chia sẻ về cách bắt cá ở vuông nha. Đó, hôm nay em út của Sơn thuốc cá, tại vì mỗi năm tới vụ là đều phải thuốc cá, cải tạo vuông lại đó. Đó, thì hôm nay Sơn sẽ chia sẻ cho cả nhà mình xem cách bắt cá ở vuông nha, ở đồng quê nha. Rồi, bây giờ tại vì cái vuông của em út Sòn đó thì ở sau nhà của Sòn cặp bên đó. Rồi hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách mà bắt cá ở quê á, bắt cá ở quê giả vuông cho cô chú bác anh chị xem nha. Đó, rồi bây giờ mình đi rồi, let's đó. Rồi hai mẹ con bây giờ bắt đầu đi bắt cá. chuẩn bị đi nay thuốc cá mà cô chú giờ ra mình kiếm cá mình tết Thuốc không biết ở vuông mình bắt cá lên mình nướng mình chấm muối không biết có cá đi nướng không nữa mà chuẩn bị muối rồi sẵn hết trơn đây lên bờ vuông nướng luôn, có đóng gom đó có đóng gom có gì bằng. Nay Sòn sẽ chia sẻ cho cả nhà mình là cách bắt cá ở vuông, thuốc cá ở vuông. cá vuông là tiệt chủng cá hết gì đâu ra nữa nè, thế là cũng người nói hả, thuốc cá với bắt cái này tiệt chủng hết không còn con cá nào chung không có thuốc vậy đó nó mới sanh, khi là thuốc xong vậy đó 3 tháng sau 4 tháng sau là nó có cá nữa rồi chứ không phải hết đâu. cái này thuốc là người ta để cải tạo vuông người ta nuôi tôm đó phải chưa đúng thuốc là để cải tạo vuông nuôi cơm để thả Thuốc cơm con cho cá phi nè, cá tạp nó chết, đặng thả tôm cho con cho nó đừng có ăn con tôm. Đó. trái không ba Rồi bây giờ nước nó còn gì nè, cho nên á thằng em xong nó giật cái máy thêm chút xíu nữa. Tại vuông nước ngập nghe, muốn bơm muốn thuốc thì phải bơm ra cho nó cạn rồi đặt lú. Nhưng mà bây giờ còn chưa có nước, chưa có khô chứ. Ê bơi chiếc xuồng qua mẹ đi. Cái này sao mà bơi, lội bển đấy sao mà bơi. Mẹ lội, mẹ nước lội. Đi lội ngang chưa ngập tới cái đầu gối nữa rồi bơi rồi sao mà xuồng bơi được. Mẹ lội vòng đường bển á. Rồi cái máy sáng này máy nằm dạ hả gì ơi? Cái máy nằm dạ với cô Út ơi. Đó, nó đang giật máy cho hút ra cho cạn nước thêm chút nữa. Cũng thấy cũng có cá đó, cái này thuốc cái vuông này có cá lóc đó nha, thấy có cá lóc nè. Chạy dần dần bự. Vuông bự quá mà không có người bắt. Đó, chú Tám ngồi góc đó chuẩn bị rồi. Thường ở quê là vậy đó cả nhà. Hay là thuốc cá thì mình đợi mình canh, tạt thuốc rồi đặng vớt á. Tạt thuốc rồi nó chết nó vớt. Này nó có thả tôm càng nữa nè, mà tôm càng nó còn nhỏ quá. Ê mẹ đi qua đó, mẹ càng qua đó có ong không trời, hồi ong nó đánh không trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nè. Đặt thuốc để bắt cá, mà thuốc này thuốc không có độc nha. Thuốc này thuốc dây, thuốc cá dây á, cái dây nó giống như là cái dây thuốc cá mình làm thuốc được á, mà tạt cho cá nó chết thôi chứ nó không có độc. Kinh này trước hả? Đó, ê sao còn sâu quá vậy ha? Còn nước nhiều quá vậy? Đó, đặt cái lú gì đó, đặt cái lú cái tạt thuốc cho nó chạy vô lú cái đổ mà, đó có rồi đó, wow, ôi trời cái sặc kìa, cái sặc nó ngon lắm á, cái sặc ngon đó, con khô tiêu ngon. Chút này. Mua cái lóc lên mà. Có là không à.
hoài vậy? Ghê hả? Bỏ nghề lâu quá. Bỏ nghề lâu quá. Nè, bất giỡn. Trời ơi trời. Bất giỡn mày gà. Đặt một mẹ đi vòng không kia rồi. Ô lừa quá chân nè. Trời ơi mấy đứa như mình. Ngồi kiếm cho mượn ăn. Bắt được mượn thả luôn. Giờ bắt đầu bắt cá nghe cả nhà ơi. Người đứng góc đi. Người đứng góc canh chụp cá nghe. Cái dầm đâu đấy, dầm. Chơi nên à, đi bắt cá mà mang giày. Ơi, con cá chạy 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 đi. Hút rồi anh kìa. Trời ơi. Đó. Nó lạng. Ê, hai đứa quay, ngồi xuống quay. Có cá cho thủ mồi, thủ mồi sẵn. Được, ta nên nó được con ơi. Dầm mà chứ không phải chèo. Chèo quá hai cây. Ê. Đó, kìa con cá kìa. Đây để đây nè. Dễ quá. Trời ơi. Chìm đó, lẻ rồi bắt dưới nào lên. Được rồi. Dưới nào? Sình không luôn. Sình không luôn. Đi bay. Đâu rồi? Mấy cái mà có cỏ đó đó. Nè, đúng đó. Đâu rồi? Trời ơi, con cá nổi nổi rồi, anh cứ canh nó đi, nó giật giật đi hoài à. Nó. Nè, đúng kìa, dưới giờ cái gô. Con này không phải. Cái gô đồng, cái gô đó. Con kia kìa. Con kia nó dài hơn hả? Con này nó tròn. Con này nó tròn, con cá dài. Chút xíu thấy nổi lên nè. Nói đây nè. Đâu? Cái gì? Lóc. Ê, ê, mình bơi xuồng qua đó đi. Để em bơi qua. Từ từ, phá mình ngưỡng khúc đi, mình canh đây đi. Rồi, nướng luôn à. Nướng luôn à. Cái chốt nướng ngon lắm đó. Ê, có cái keo muối ớt rồi nữa kìa. Bắt hết rồi em ơi, không bỏ tao gì hết. Thì cái hộ nhà anh bơm nước cho sẵn nè. Đâu đâu? Khoảng 3 mét. Rồi đi lại đây. Trời ơi, bắt cá lên. Đâu,
im mà con ơi. Có con nữa đó. Thì đám là mấy cái. Dục má tôm qua đây giùm cái mà thuyền trưởng. Thuyền trưởng la quá, bắt không dính thuyền trưởng la quá. Cứ đem tôm vô muối hay gì đi Út. Thấy không? Mình lại xô. Đổ xô. Cá rồi xô em hết lúc này. Cái xô, xô tôm nè. Đậu lú luôn à. Rồi nào vô. Mần hả? À, không bán hả? Cá này, mình gọng lại sống không? Chết queo hết rồi sống gì? Cuốn lú đậu luôn. Lại cuốn rồi đẩy tham lại đây coi gom lại coi được nhiêu. Đó. Rồi, tôm nè. Nhiều ơi bán luôn. Bán tôm đi. Tôm muối bán rồi. Ừ. Rồi đi mình đi đậu lú cho bà bán tôm đi. Mười một cho mấy rồi? Gom đi, gom tôm lại cho bán đi. Mấy chắc nghỉ rồi. Cá khô bán đi, cá để yên đi. Cá đổ như cái gì? Như à, gì vậy? Để gom lại cá trong kho đó nữa kìa. Ok, đem lại đặt trong kho luôn. Ừ. Vô cái thau bự đó đi. Mày đẩy vô ha. Nè, bơi đi. Anh, rồi bỏ vô đi. Đây này, đây này. Dạ. Dạ dạ, rồi chút xíu nữa cho xin nha cô ba ơi. Nhậu luôn chứ ba ơi, ổng đi nhậu rồi, chờ nhậu với anh đi. Đó. Ờ, uống rượu uống nước vậy đó. Này. Rồi. Trời ơi, ốp à. Nè, bắt lên đi anh. Trời ơi, ốp. Sắp lên này bắt bỏ vô thùng nó đi rửa. Con gì? Có cá chốt không này? Có à, cá chốt nhiều lắm đó, đừng bóc cho nó đâm cái ừ, tôm luôn, tôm càng, tôm thẻ gì đó bắt luôn. Tại nó gom nước mấy lần đó mà. Được mà. Rồi sắp lên này còn cá lóc nữa. Đứng gom được. Sắp. Tôm càng tôm thẻ gì? Bắt có, bỏ có nước. Tôm càng bỏ nước luôn á, ừ. Vậy sao? Ừ. Đó, ừ. Không còn cái giấm cỏ là nướng luôn. Thôi, giấm cỏ ăn không ngon. Nướng ăn ngon. Không ngon. Nướng cá lóc thôi. Cá lóc với tôm đi. Ừ, chắc rồi. Đó. Ồ, có con cua nữa nè. Bắt cua nướng luôn. Ồ, con cua nhỏ xíu hả? À? Ừ, bắt nướng luôn. Rửa luôn. Rồi anh bỏ ra mớ tôm nữa đi. Tôm đại gì ha? Ừ. Cá lóc nữa kìa. Còn cá lóc. Cái tao bẻ mày ra mày đạp đi. Con rồi, bốn con rồi. Đây con nó nè, còn kia bóc ra. Đó, bắt tôm ra đi. Ê đừng chắc nước ở đây rồi, nó dơ thì lầy quá chắc quá đó kìa. Cá chốt. Ủa còn ngồi đây luôn á vậy? Ừ, ngồi đây luôn á. Ngồi ngồi đây nè. Căng nè. Giữ miếng sông này nè, trời ơi. Cá chốt. Rồi bắt hết cái chốt tôm này còn cá kia trả nó. Ừ. Đây, bắt đầu nè. Nước xỏ lụi, cá lóc nướng chui. Xỏ lụi gì nè, nướng gơm mà giống như ngày xưa đó. Chưa thiệt là chưa. Nhớ mấy chó vừa, nhớ mấy ngày chưa. Trời ơi, cái này mấy người ấy là thấy là mê lắm luôn á. Ta vậy thích, mà. Ta thích coi mấy này lắm. Gùa hàng cốc hả, đáp lại không? Ai biết đâu nó à, nó đi bắn chạy luôn cái gì. Tôi lại cho nó nhậu này nè, đột nhiên em mới lên. Mấy con này đủ không? Kiếm thêm không? Cái lóc á. Được rồi. Nãy con bự quá, nãy phải chích lại con đó. Ừ. Con gì? Cái lóc à. Trời, cá này đủ mà. Mấy ngon, ăn nguyên con mới ngon. Cá nhỏ kìa, cái lớn hả? Lớn quá sợ nó không chín cái gì. Không phải không chín mà lớn quá nó không ngon. Nhỏ nhỏ gì mình cầm nguyên con mình ăn mới thấy ngon. Hết rồi đó. Cái gô không? Không. Bỏ đi gô, bỏ đi. Màu chát luôn. Giảng hết. Chưa, mới bắt đầu rồi giảng đâu giảng. Đó. Chú cho nó giữa giữa nhau cũng được.
chuẩn bị là nướng canh. Rồi con, cái này đổ vô đó rửa luôn chứ. Đó. Ngâm nó chút. Ừ, ngâm chút. Rồi anh kia đi hốt gom nè, đây cái bên có đống gom luôn. Cảnh này năm sữa năm xưa mới có rồi nghe cả nhà, xưa thật là xưa đó. Bây giờ mình quay lại gọi lại cho những đồng bào của mình ở nước ngoài á nhớ lại cái cảnh này ha, xem với mình nhớ đó. Tủ gom lên chút nữa, chút dục lên lần hai. Con cái một con hùm coi hả, dưới hả, để nó không chín ở dưới đó không biết chứ quẹt không chờ ra qua đây. Bật lửa lên đẩy chiếc xe tới đi anh, đó bắt đầu châm lửa lên, châm lửa vô nướng cá nghe. Bắt đầu lửa. Bóp củi vô có lửa than được chú. Hồi nãy thấy anh này bẻ bẻ mà sao ngay không bỏ vô hả? Có than mà được ăn kia. Hả? Lá lá đó kìa. Nướng được ăn rụng chứ. Tôm nướng không được. Bên nhà có than để con đi lấy than. Ngon không? Đó. Quá ngon luôn. Mấy hộ nó đâu rồi? Lên được rồi. Lên được rồi. Đãi cạo đãi đi. Đó. Rồi. Ngồi vô. Thiệt, thiệt. Rồi ông chú khai quả. Ông chú khai quả đi ông chú, ngồi vô đi ông chú. Rượu mà còn có rượu mới khai chứ không có. Có luôn. Có luôn. Rồi ngồi đi. Tính ơi. Vậy con gì? Chở luôn giữ chày. Rồi ngồi xuống đi, ngồi con cá coi. Ăn vậy mới ngon. Chén đũa gì ở đồng quê, ở ngoài đồng mà chén đũa ở đâu đây? Dạ, con chú. Trời ơi đây ta có cái lá nè, đó. Ừ. Đó. Thấy gì chưa? Đó. Ừ, treo. Treo. Lụm treo. Treo này nướng gì? Nướng tôm. Đó. Ăn bỏ lên nướng chút xíu, bỏ này nướng luôn nè. Rồi sao rồi? Ờ cầm con cá lên coi. Chụp hình coi ngồi xíu. Ừ. Mời bà cô chú mời cả nhà nha. Mời cả nhà nữa con cá lóc đồng. Cá lóc đồng nướng chui. Nướng chui một cái đuôi. Một cốc. Không có mấy. Đó. Cậu kìa. Tốt mày kìa, cầm con cá luôn. Dao nè, dao sống nè, bên sau lưng luôn nè. Đó, cái đó là dao đồng chính gốc luôn đó. Đó. Có. Đi sâu la này. Không sao không? Đó, chưa. Làm lắm ơi. Ừ. Có cái lỗ chân lông con sâu nó mới chạm được. Ừ. Thiệt. Hợp lý. Ừ. Đó. Rồi cầm con cá đi ông chú, người người con đi. Ai giúp giúp vậy? Chưa. 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 Chú. Chú. Con cá nhìn nó nướng chín nó xấu thiệt nhưng mà nó ngon hết biết luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng kia rồi. Kia ông đi tắm rồi. Ổng ở trên chuồng không, ổng cũng điệu nữa.
chả mẹ luôn. Cái xương nó mềm tụng luôn. Quá. Wow. Tức. Quá thì ngon ha. Ngon. Biết nhiều người mơ ước được cái cảnh này đó nghe anh. Đồng quê là lụm mà. Đây bên cây mận đó có mớ mận. Đã chèo. Quá hả? Đó bún mình tạch với thang. Hồi nãy không bệnh lấy thằng cam. Không lỗi, nãy em thổi nó bụng lên sao kỹ ta. Mày chơi với bộ con cá này nè. Đủ mà chịu mà điệu quá chuyện cá đó đó. Ở đâu vậy? Đi tắm rồi. Ngồi xỉn không ta? Xỉn nó bồi quên. Xỉn nè. Xỉn mới lưu xỉn mồi. Ăn đi dừa. Ê, là quăng cá nướng cơ. Càng đã lắm. Ờ. Nước ha. Rồi nãy không có mấy cá chốt của ổng ở chờ, nãy ổng đi mò mò mấy cá chốt. Cá còn đó kìa, cá chốt muốn than, hồi để lên than nữa. Rồi, ăn một con coi. Ê. Mời cả nhà ăn cá lóc nướng rơm. Con làm cốc. Vườn mà. Vậy mà con cốc lỗ à. Con cốc. Mày lạnh đét mấy chuối qua đi chấm. Con phải không cha? Ừ. Dùng vẫn đi. Đi, với muối ớt. Trời ơi, nó đã. Tôm nữa. Trời ơi, xuống thiệt luôn á. Ăn quê nó là phải vậy đó. Bà ơn bà cô chú. Đó. Nè. Mời cả nhà nha. Cho chết mẹ bỏ mẹ chết rồi. Đây. Đó, cây cũng đẹp luôn. Đó. Trời. Có chết nè. Trời nó ngọt. Đi ruột tới ai? Mẹ con. Ê. Kim tròn. Đâu? Kim tròn cái gì tròn quá này. Mít tròn. Chẳng mít tròn. Bỏ nấu ra luôn, bỏ nấu ra nóng. Bỏ lên nào đất. Ăn cá nè con. Không ăn cá, ngồi ăn tôm. Ê quên nó quạt nó lên. Con tôm phải không? Dạ. Ừ, để hai má hai nướng tôm cho. Con ăn rơm càng. Đúng rồi, thơm á. Mẹ cũng cầm máy lên mẹ, rồi bấm lên đây. Nhẹ nhẹ. Đừng ăn nắng con. Ôi, mũi đeo kìa. Mũi kêu sao thổi luôn. Chị Sòn phải ra tay mới có tôm ăn được. Đúng rồi, chị Sòn phải ra tay mới có tôm ăn. Đổ dùm con. Dạ. Đổ sang bỏ. Thấy nãy thằng Dũng quá. Để đi rồi má hai nướng cho con ăn. Mời má hai nướng cho ăn. Con chạy đi bãi con lấy đôi đũa rồi đó. Chứ má hai không bóc được bên nhà mình á. Nghe đà bo lấy đôi đũa cho má hai nghe bo. Một đôi một thôi. Sao mà mũi nó đeo em có chạy chèo. Nó có đeo chèo không sao nó đeo em có chạy vậy. Nó chẳng em muốn chết kìa. Bạn là toán không đeo dẫn vô bạn vô ăn cá nướng toán. Chưa. Biến hả? Mày ngon lắm mày. Bơm con mấy ăn lần đầu tiên cho quay mặt trời luôn. Bạn ăn ăn sống sống thì nó chín quá thì bị sâu. Rồi rồi hả? Hộp đồ đá thử rồi mồi. Đổ ra luôn, đổ đại. Quá. Wow. Đồng quê phải cỡ này mới được. Thay mồi qua. Đó. Đổ lại đi. Tôm càng lẹ đi, tôm càng chín chưa? Ăn gái. Thằng gì? Con gì? Con chín rồi. Con chín rồi hả? Chín rồi. Nè. Bo. Bo cô đồ mà sao? Lên 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 tôi nè, lên nè. Qua đó ngồi với bác à. Đồ được rồi phe tôi à. Được. Mày điên ngấy đem cái dàn kéo kéo tao sạch. Trời ơi, đem đi luôn vậy. Chơi lớn gì sao, chơi lớn già bỏ à. Đó, đành anh đi. Đó, đó, đó. Vô. Vô. Ai vô? Tới chèo á. Tám về. Chèo á. Chèo à. Chèo. Chèo cỡ nào chị gắng chèo cái tới đâu chèo tới đó đi chèo ơi. Chuyện gì đến sẽ đến. Buổi chiều nay con trực nữa hả? Chiều nay con trực chú ơi. Trực ca mấy giờ? 2 giờ. Chỗ nào? Hả? Của cô ba. 2 giờ tối hả? 2 giờ chiều. 2 giờ tới 6 giờ ca đó hả? Cho chiều. Bà kêu là ca cần người ta biết nào. Ừ. Chết rồi nó. Đâu rồi? Bỏ trong cái xô rồi. 2 giờ tới 6 giờ ca đó hả?
hai con về cho ông nấu tiệm nướng. Cá không? Con nó bự lắm không? Vậy rồi hả? Quá wow, nó bự nè. Lần nhất hay gì cậu? Nãy con mới chơi với. Ê, con này nó dễ cạn. Nó không còn quen màu que nè. Đã cửa ngon rồi. Chạy dũng dán rồi. Chạy chạy. Chạy vậy đó hả? Ông năm mấy tuổi rồi đó. Chạy làm gì cũng chú năm mấy rồi chứ. Hả? Quạt đi con. Ông mới có mười mấy tuổi hả? Buồn mà gặp nhau vậy đó. Hai nó cột chèo đó nghe Sòn. Cột chèo hả? Nguyên cái chợ là vợ cũng mới nói cho nên là tôi làm vui chết luôn. Bây giờ đi tới đâu nó kêu bà và vợ thôi. Đi. Tôi bao cho nó rau củ ăn lắm đó. Nghiệp bà hai dễ thương quá. Bà hai có con gái không? Tết làm kêu kiệu qua cho chứ bà ngoại đó. Bà ngoại hả? Sách qua bển cho người ta nghe con. Dạ. Dễ nhà vụ lấy đem qua cho bà. Cái nhà chỗ nào? Quán cho con uống. Dạ. Quán cho con xin miếng miếng. Miếng gì con? Muối. Muối hết rồi, muối tiêu nè. Muối thôi. Mẹ sao không ra tôm đắng? Sao không bưng tôm đắng đi? Chết rồi, khét luôn rồi, chết mẹ ơi. Quá trời chết, khét luôn rồi. Nè, hồi tôm chín không ai đem hết trơn vậy? Chín rồi đó anh ơi. Mang chợ mang vô mấy 20 năm nè. Tỏ ơi con bưng đi tỏ. Con đưa bán cái đồ này vô con. Rồi bỏ mấy con cái con bự của con bo để lại cho nó. Con nào con bo đâu để lại đi. Đem chổng lột cho nó luôn đi. Đem qua đây đi lột. Đem chổng lột cho nó đi. Thôi thích hài vậy. Cái miếng ở sau nhà nó bự hơn. Con này để cho sư phụ. Cũng nuôi con càng ha. Bỏ nguyên cái giấy ở dưới đi qua rồi. Bữa đó vô thấy Út khò này nó khò thiệt luôn đó. Anh ơi. Tao ngâm mày cậu. Cứ kìa. Hả? Em ngâm đi cho nó đỏ đỏ đi. Sao anh không bỏ cái ấy thôi? Bóc từ con. Bỏ cái miếng ấy thôi. Bỏ cái đó để nó lớn rồi, cho nó tự nó làm cho nó làm. Còn cái con của con cua bo đó. Khổ tâm quá. Ừ. Ủa mẹ 6 con vợ rồi đó. Mới 5 con à? Nè, cái cua bo con tôm lột nè. Mình đi ăn nha. Tao 5 con, nè, tao 6 con. Con ăn con nào chưa? Dạ, con này cũng bo nè. Đó lột cho nó đi, con nó chín chưa? Chín, chín. Nó thấy nó mặn, thấy nó mặn máu rồi. Bẻ cái đầu lại thôi rồi đưa cho thằng ấy nó lột kìa. Rồi rồi, để cho. Xin lỗi chị em. Không sao giờ, không sao chơi. Anh lột cho bo nha. Mình không có chịu ơi. Không hề. Mấy cái gặp nó trời. Để đi hồi trời gạch ngon á bộ. Mày húp cái tới nát luôn rồi. Húp đi. Đây con được không? Cây này đúng rồi. Húp ai húp. Tay mình sạch mình lột nó luôn. Lột cho ngấy. Đủ mẹ chịu nó khỏi chịch rồi. Khó đâu. Mẹ 1 giờ rồi. Bỗng tốt mà. Không giá chào. Một giờ. Sớm 1 rưỡi em chạy ngoài cũng được. Vậy là nó bỏ mình rồi đó anh Tính ơi. Không bỏ. Con tiếp gọi. Cho ngoài gặp chị dâu rồi chào hỏi luôn đàng hoàng nghe con. Đi. Đi. Sư phụ đây nghe. Đi. Đúng giờ rồi. Này phải coi sư phụ thương con làm sao mới được. Giờ nó làm ấy nó làm tiền đó anh Tính ơi. Dạ. Nên không thể không. Nước càng. Cây nhà lá vườn nghe bà con cô bác ơi. Đó. Đồng luôn cái view nè, view quá trời đẹp luôn. Ba kìa, nút lọc cho con. View này cái đây là view triệu view. Đó. Triệu đô. Bà con cô bác ơi. Ôi thấy cô ca chị. Cầm luôn, cầm nhiều đâu. Vợ chứ. Rồi làm bài luôn. Rất nha. Có không? Dạ. Kiếm vợ. Kiếm vợ hả chị? Mừng giáo con. Hỏi con. Nóng. Lấy cái này ra cái con. Mà cái hàng kia nhiều khi là nó mới không quay cái lỗ kia nó quay về lại dương được. Có lỗ nó quay về trời mập quá nó gió nó mới vô được. Đó. Cũng cũng vậy, nóng quá, nóng quá, nóng quá. Nóng quá. Bộ.
ngồi cho em ngồi xuống đi. Hai ông này cũng hưởng ứng con chào nữa nè. Không đúng rồi. Cô bố ăn gì vậy? Chú. Cô bố ăn gì vậy? Chú. Rồi để đi. Con cua kìa ăn đi. À con tôm. Con chín rồi. Rót cái đó. Tao con cua đâu? Con tôm bự nè. Ăn đi. Thôi. Chín đầu cá cái nọc của con. Đem lên nói có khi nào tắt nữa không anh Tính? Cái hồng me. Thôi. Bò. Con đứng qua lại gần ông chú kìa, đằng ông chú lại là gần đằng ông chú tám kìa. Đây là ông chú trốn rồi. Đi lên. Ừ, dạ lên đó đi con. Rồi, ra. Bà vô đây nè. Ngồi đi, ngồi mát rồi. Đây đi. Cái chú tám này chắc lết rồi đây. Đi. Mai đổi nón cho đẹp đẹp lên. Nó mà còn bò. Bò hồi nãy giờ lo ăn cơ không bò không chào thôi con ăn đi. Không chào ông bà cô chú gì trơn á. Rồi con đứng đây nè, con đứng bên đây nè con chào lại coi. Con chào ông bà cô bác ơi. Chào đi. Ừ. Con chào ông bà cô bác. Con chào ông bà cô bác. Ừ. Ông bắt dính thì ông thả qua còn không. Con là cô bo. Khỏi đi à. Rồi con ăn cái gì đó? Dạ con ăn tôm càng. Con ăn tôm càng hả? Rồi con ăn được mấy con rồi? Một con. Ăn đi. Đó, anh lọt cho con rồi đó, con ăn đi. Con ăn cua. Còn cái này là cái bài ăn cua hả? Mới lên.